Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái món là nấm kim châm sốt cà ớt cay nha các bạn. Đây là đầu tiên là mình làm nấm, mình ra mình rửa với nước muối nha. Rửa nước muối xong rồi này nha, rồi vô mình thử đổi mỡ nha các bạn. Thử cái mỡ xong rồi mình lấy cà này, mình bầm nó không nhuyễn các bạn. Mình lấy máy mình quay nha. Đây mình thử đổi mỡ nha các bạn ơi. Bắt đầu mình sẽ đổ nấm kim châm vô mình thử nó nha. Đó, mình thử đổi mỡ rồi các bạn ơi. Đây mình thử đổi mỡ nha. Xong rồi mình sẽ lấy cà mình rõ vô máy xay sinh tố mình xay lên nha. Rồi lúc đó mình mới đổ vô, mình lấy ớt mình bỏ vô nha các bạn. Bỏ vô xay chung với cà luôn nha. Chứ bây giờ mình bầm thì nó không có nhuyễn. Mình nó không có nhuyễn bằng xay nha. Bỏ vô máy xay sinh tố là mình xay cho nó ngon các bạn. Nó sẽ nhuyễn, rất là nhuyễn nha. Đây các bạn, mình bỏ vô máy cây xay sinh tố nha các bạn, mình xay nó mới nhuyễn được nha. Còn mình bầm thì không thể nào nhuyễn nha các bạn ơi. Giờ là mình xay nãy giờ cũng được chút xíu, mình cắt nha các bạn. Đó, giờ nó rất là nhuyễn nha các bạn. Nè, nó rất là nhuyễn luôn nha. Còn mình bầm là không thể nào nó nhuyễn được nha. Mình sẽ xay nó nhuyễn, mình sẽ sút nó thấy nó ngon hơn nha các bạn. Đó, rồi mình sẽ đổ trực tiếp luôn nha bạn ơi, đổ vô luôn nha. Rồi mình bắt bếp nên mình tiếp tục mình sẽ xào lại nha các bạn. Mình sẽ nêm vô nha các bạn ơi. Nghe các bạn ơi, chắc cái nó cay lắm nha các bạn. Mình mới đổ vô mà mình thấy nó có cái mùi cây mà ngặt cái lỗ luôn. Hồi nãy mình bỏ ớt hơi bị nhiều nên nó chắc giờ nó hơi cay. Sốt chua cay mà chắc nó chua cay, chắc cho nó cay cho nó mới ngon các bạn ơi. Lâu lâu ăn cay một bữa cho cái bao tử nó ấm lại. Các bạn nào mà lâu lâu mà thèm nấm kim châm á, mình làm món này nè, ăn nó ngon lắm nha. Làm món này mình ăn không cũng ngon, mà mình ăn cơm rồi cũng được nha các bạn. Cay thiệt nha các bạn. Nãy mình chưa bỏ muối nha, giờ mình bỏ miếng muối nha các bạn. Mình bỏ muối, muối bột đi. Bỏ muối vừa vừa thôi bạn ơi, bỏ nhiều quá nó mặn lắm. Các bạn thấy cái nồi nấm kim châm chua cay của mình thấy ngon chưa? Rồi mình đợi nó sắc xuống nha bạn. Rồi mình đổ ra cái mâm gì đó mình mời các bạn dùng nha. Mình kêu hai đứa nhỏ hay đi bắt cua bắt còng với mình nha các bạn. Hai đứa cháu thằng kia đó. Rồi các bạn nào có yêu quý Sơn mà thấy cái món này ngon, để lại cho Sơn một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha.
để cho mọi người biết những cái clip khác nó hay hơn nha các bạn. Rồi, có thấy nó thiếu gì đó các bạn để lại cho mình một bình luận để mình biết nha, để sau này mình lập những clip kia nó ngon hơn mình để các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thôi nghe các bạn, giờ đang sắc khô rồi, mình mới kêu mấy đứa nhỏ lại nha các bạn ơi. Mấy đứa cháu hàng xóm nè, nó hay đi quay ăn uống với mình hoặc đi bắt con hàng kia đó. Các bạn nào có yêu quý Sơn với mấy đứa cháu để lại cho Sơn một lượt đăng ký nha, một lượt chia sẻ nha, để chia sẻ lên Facebook của các bạn ha, để cho mọi người bạn của các bạn thấy được cái YouTube của mình nha, thấy được kênh của mình nha, để mọi người ủng hộ mình nha. Rồi nhớ thấy món này không ngon hoặc là ngon gì để lại cho mình một bình luận để mình biết sau này mình làm những cái món khác nó sẽ ngon hơn ở đẩy các bạn nha. Đây nha các bạn ơi, mình đã làm xong rồi nha, mấy đứa nhỏ lại đó các bạn ơi. Đây các bạn thấy ngon không, rất là ngon luôn rồi các bạn đó. Rồi hai đứa ngồi nó vô chào khán giả coi. Chào các bạn. Mình ăn bữa nay mình chương trình mình ăn nấm kim châm nha các bạn ơi. Để cho hai đứa nhỏ ăn nha, ăn không có thi gì hết nha các bạn ơi. Thì ăn chơi cho biết thôi nha, không có thi gì chứ nha. Có được con đầy đủ nha. Bóc được. Rồi ăn được chưa? Rồi ăn đi. Đây. Anh thử ơi, đậu ông ăn miếng nha. Mời các bạn nha. Trời ơi, chị nóng. Mời thử ăn. Nóng quá. Ngon. Được không rồi. Mình đứng nước cây cao à. Bỡ ớt. Bỡ ớt mà. Ăn thử cho ngon. Ăn cay không? Cay. Ê. Ngon. Ăn con cái mình. Ăn cay quá các bạn ơi. Một ba chết. Trời ơi, để ba chết hả? Ừ. Thôi bạn. Để sau ra sao rồi ăn cái. Mời bạn cái nha. Ngon gì đâu luôn. Tính nó ngồi đó người chồng. Em mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Cái mà cay trong nó mới cay. Mình ăn bắp luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Rất ngon luôn các bạn ơi. Nấm này nó vừa dai, làm của này nó ngon gì đâu luôn. Hả? Cay cay quá. Cay quá. Chắc đâu uống đó bạn. Để đắp dữ đi. Không cho hàng quay quay. Rồi các bạn miếng nha. Ngon gì đâu, nó cay thiệt mà ngon các bạn ơi. Ngon lắm. Ngon bạn nha. Ngon lắm chú Năm ơi. Cay quá rồi. Mình với đũa bạn ơi. Mời bạn nha. Lâu lâu ăn cay bữa thì nó mới đã. Nó thi cuộc thi ăn cay rồi. À. Bữa muối ớt hai chén luôn. Còn hai chén. Hút nước nè trọng đã lắm. Mời các bạn nha. Mời bạn cái nha. Nước quá rộng. Mày uống cả uống đá thằng cay. Vì đứa nào nó hít hà thấy ghê à. Đã quá các bạn ơi. Sướng gì đâu luôn. Chấm dưới. Thế nào hả chồng? Hả? Cây quá hả? Mời các bạn nha. Ngon. Cây mà ngon. Này nó ngon hơn bữa hổm mình ăn xài. Xài bữa hổm cay quá.
này còn cay hơn. Tôi nhìn nước kìa. Cà chua. Và cái này cà chua nè. Đúng không? Đúng là ớt không đâu. Tôi đã ăn mấy miếng có ớt à. Còn lắm phải không ạ? Nay đi uống nước nữa. Uống nước nữa. Ê. Tôi ăn nha. Ngon đã. Ê. Chưa ăn cái này. Mà chưa quen ăn mà còn cay nữa chứ. Nghe nói mấy đứa ăn cay hay lắm mà. Bà hổm tí tụi nó mấy đứa ăn cay hay lắm mà. Tao bởi vì tao để có ba chết hả nhiêu. Nhưng mà cái này nhiều quá ăn không nổi. Ngon quá à. Cay thì mà ngon. Ăn xuống này. Đây cho khô mới được. Khi nước nhiều quá. Nó mềm. Nó cay không thích chứ. Mềm nước quá. Cay quá à. Ôi. Vô tủ lạnh đấy. Chồng mày, mày lấy miếng đường mày bỏ vô vô cái miệng mày ăn cái đã hết cay rồi chồng. Ok nhớ bỏ vô mà sao hết cay. Đi ngầm chút xíu rồi hết. Các bạn ra mồ hôi luôn các bạn. Bữa nay mình bỏ có 3 chớp mà sao cay dữ vậy ta. Các bạn nha. Đây đồ dưa hỏng rồi. À, mấy đứa ăn nó nổi giọt hết à. Mà mình cũng thấy cay thiệt các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn miếng nha. Ngon. Này các bạn nào ăn cay được ăn ngon lắm rồi các bạn. Mời bạn miếng nha. Hai đứa giọt đâu hết rồi. Cái mấy trái giải tao dứt vô. Lấy mấy trái giải tao dứt vô. Trái giải á. Trong tủ đó. Cay mời các bạn nha. Cay thiệt các bạn ơi. Ghê nó mắt luôn. Ôi nó cay. Mà ngon các bạn. Cay thiệt mà ngon lắm. Mời các bạn miếng nữa nha. Chạy dưới đó đi. Ngon. Hữu đi. Uống nó vô cay lắm. Cay thiệt rồi các bạn ơi. Bỏ có ba chớ cay dữ ta. Con dưới cho mẹ ăn ăn đi. Cho ăn bột trong của anh đi. Để cho ông ba. Để bữa sáng khác mình làm bớt cay lại các bạn. Bữa khác mình để khỏi dậy khỉ. Khỏi ớt nha. Đi cà chua thôi. Bữa nào anh xin cái bụi dừa đó. Dừa mày trái nhất. Mời bạn nha. Mày mới mất cái đi sinh tồn đâu không? Đã. Chồng, dứt nữa chồng. Nghe mấy đứa nói mày ăn cay lắm mà. Thì để qua chứ không ăn được. À, chỉ có một cái. Không cay. Mà ngon. Cái này không cay nè. Tức, ăn được tí tương. Không cay miếng nào? Không cay hả?
thêm miếng nào nhé, cái gai mắt thằng này lúc nào cũng năm lớp quét luôn rồi. Mời bạn nha. Cái này thiệt ngon, ngon lắm. Cái này là nãy giờ chuột mỏi để ăn hoài luôn rồi đó. Con chuột này ăn dữ lắm nè, chuột nó ăn đồ cay lắm. Mời bạn nha. Đây cả vô đau mỏi rồi. Nhậu xuôi thôi đấy. Em à. Hả? Vậy mà cũng không được rồi. Đi không có cây hết cây rồi. Trời ơi, nhét vô mà lòi ra nè, bài hay quá. Đến được không? Đẩy nó dài à. Dạ. Chồng chạy nhóc dãy rồi bà con ơi. Cay thiệt luôn á. Mình nắm bừng có đi sinh tồn. Bữa đi. Nóng có cay. Okay. Nóng. Cay miếng nào chứ. Nóng quá. Mới ăn cục kẹo thì gụm thế. Nó cay hơn nữa. Dứt nước. Còn mấy miếng nữa hết à. À bà miếng nữa nha. Chắc này nãy giờ khi ăn đồ rồi, nãy giờ bỏ củ chân đấy. Còn mấy miếng nữa hết, mày ăn cho hết luôn mà. Trời ơi. Bà ăn miếng nha. Hết luôn các bạn ơi. Ủa ba làm nói là chửi trong ba mà. Chửi kia. Rồi các bạn nào thấy mình ăn cây khổ quá, cực khổ quá, các bạn để lại cho mình được đăng ký một lượt chia sẻ nha các bạn ơi. Rồi, chào các bạn nha.